Mời thí sinh tiếp theo. Là một trong những thí sinh nhỏ tuổi nhất chương trình Thách thức danh hài mùa 4, Minh Chiến đã chiếm trọn sự yêu mến của hai vị ban giám khảo Trấn Thành và Trường Giang bởi sự lễ phép đáng yêu và khả năng diễn xuất cũng như bản lĩnh trên sân khấu. Dạ con, không có rồi. Dạ con nè, ông nội. Ừ. Dạ. Sao mày leo lên bàn thờ ông nội, mày ngồi luôn vậy? Ủa? Ông nội nói vậy là sao con không hiểu ông nội? Bữa tao chết tao ngồi đâu? Minh Chiến được đánh giá là một nhân tố sáng đầy tiềm năng của chương trình năm nay. Hãy cùng đón xem tiết mục ở vòng thi gala của Minh Chiến như thế nào nhé. Dạ, ngay làm tóc Hàn Quốc rồi ha. Hay đó, đẹp trai đó. Thấy thanh xuân rồi đó. Dạ, cảm ơn chú. Thích thương con quá. Tại vì á, con rất là lanh lợi. Nhưng mà con không có lanh chanh. Con không có hỗn. Thích không? Thích. Đem về núi. Định á. Định luôn hả? Nè. Nó giỡn chứ con hôm nay ráng nha. Dạ. Chú Thành và chú Giang rất là thiện cảm với con. Cố gắng lên. Dạ, cảm ơn chú. Rồi. Bữa nay mình chuẩn bị gì rồi? Dạ, để con lấy đậu củ. Ok. Dạ, chú Giang ơi. Chú Giang có thể lên đây làm con của con được không? Được. Số tôi sinh ra để cho các người sử dụng mà. Rồi, và bây giờ là vòng thi của Minh Chiến. Dạ. Với bạn diễn là Trường Giang. Dạ, chú khoanh tay lại giùm con. Dạ, xoay yến. Rồi, 60 giây bắt đầu. Rồi, thấy bà nữa. Dạ. Rồi. Tại sao ba đi từ quê lên đây mà con không ra bến xe đón ba? Cây thứ nhất. Cây thứ hai. Tại sao mở quán cơm mà không đặt là cơm Minh Chiến mà đặt cơm người khó là sao? Tiền của con mà ba. Trời ơi. Cây thứ ba. Tại sao ở dưới quê bán có 10.000, 15.000 một tô mì bán mà con bán tới 40-50.000 một tô? Rồi ăn trên đầu trên cổ người ta hả? Quân đã chiến thắng vang dội. Thắng cuộc trận rồi đây, bao giờ là thắng rồi. Không sao con. Không sao. Không sao hết. Đó là sự thật. Nhân vật của con là cha mà. Nhân vật của con đóng vai ba mà không sao hết. Con mặt có thể quýnh mạnh hơn nữa cũng được. Mặt bằng tới 3.500 đô tháng lận cha ơi. Nữa không? Dạ nữa. Dạ, đứng nữa không? Dạ, dạ để con lấy cái tiết mục mới. Mà chú có đứng này nữa không? Dạ thôi, đổi. Đúng chú. Rồi, phải đổi người chứ. Là kè tiếng lược chứ, người ta bán bò Mỹ, bò Úc, mày bán bò điên. Chiến ơi, kỳ này con mời chú Thành lên, con lấy cây súng cho Chiến. Dạ, con mời chú Giang lên lại. Số trời, thằng nào có quán thằng đó bị ăn đòn. Dòng ba là tiếng lược. Bởi vì nghệ sĩ ta là một nghề thôi, mở quán chi cho nó đập. 60 giây bắt đầu. Mười lăm ngàn một tô mì quảng mà con bán tới 40-50.000 một tô mì quảng, rồi trên đầu trên cổ người ta hả? Cây thứ tư. Cây này thì qua quên rồi. À, ba nhớ lại rồi. Cây thứ năm. Tại sao mà ba từ dưới quê lên mà không ra bến xe đón ba? Cây thứ hai. Tại sao mở quán cơm? Ủa, con mấy tuổi rồi? Dạ 10. À, cái phần đếm là mình chưa học hả? Sao thi thứ tư rồi thứ năm rồi quay lại thứ hai là sao? Vậy cho nó mắc cười vô. Vậy tôi đứng này nữa hay tôi về dưới? Dạ, chú về dưới rồi chứ, chứ một sao đấy, bắt bài là không vui nữa. À, chưa. Tôi bắt bài rồi, để biết tôi đừng nói ra ha, tội nhỏ quá. Bây giờ con kêu chú Luật xuống đi. Dạ con... không, chú Luật hôm bữa con chọt rồi, giờ con không chọt nữa. Đâu kia con chọt đâu, con đập.
Con nói là tại sao người ta bán bò Mỹ còn chú Luật bán bò điên. Đúng không? Phải dập luôn chứ giờ sao, giờ con làm gì nữa không? 60 giây bắt đầu. Từ biển hải xa xôi tôi đạp sân hạp về đây, thì cha mẹ ta đã không còn nữa. Cha mẹ hãy nhận một lại của đứa con bất hiếu này. Ai? Ai đã giết cha mẹ ta? Chính là ngươi, một MC vô cùng tàn bạo. Ngươi đã giết người trong vòng 60 giây. Quân đã chiến thắng vang dội. Được, vui. Dẻo, con rất là thông minh và tinh ranh. Những cái điều con làm nó vừa đủ, rất là dễ thương nha. Dạ. Giữ cái phong cách này tiếp tục. Dạ, cảm ơn chú. Dạ, con xin làm tiếp cái phần thi hồi nãy. Bắt đầu. 60 giây bắt đầu. Từ biển hải xa xôi tôi đạp sân hạp về đây, thì cha mẹ ta đã không còn nữa. Cha mẹ hãy nhận một lại của đứa con bất hiếu này. Ai? Ai đã giết cha mẹ ta? Chính là ngươi, một MC vô cùng tàn bạo. Hôm nay tại nơi đây, ngươi đừng hòng bấm 60 giây. Cha mẹ ơi, tha thứ lỗi cho con vì quá bất tài, không thể hạ mối hận này cho ba mẹ. Con cũng đã chết dưới tay ông Luật 60 giây này rồi. Còn 19 giây. Gì vậy con? Dạ, Sang thích bò của chú à. Sang quán thích bò. Giảm 50% tất cả đồ dùng. Rồi, hết giờ. Ý cha. Ổn quá. Chưa có đủ đậm đà. Ha. Rất là cảm ơn con đến với cuộc thi năm nay. Con rất là dễ thương. Và con cả luôn luôn phải trong sáng như vậy con nhá. Dạ. Rồi, làm gì làm, yêu nghệ thuật cỡ nào cũng vậy, học hành cho giỏi trước thì tính sau con nha. Dạ, cảm ơn hai chú. Chúc con học giỏi. Xin chào.